Chiều nay ngày 1 tháng 11 năm 2022, đồng chí Phạm Ngọc Nghị, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã chủ trì cuộc họp đánh giá tình hình triển khai thực hiện dự án đường cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 và dự án đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía Đông thành phố Buôn Ma Thuột. Dự họp có lãnh đạo các sở ngành liên quan và một số địa phương. Báo cáo tại cuộc họp cho biết, dự án thành phần 3 thuộc dự án cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 có chiều dài khoảng 48 km. Tổng mức đầu tư là 6.485 tỷ đồng. Về tiến độ triển khai các hạng mục đến nay đã hoàn thiện thỏa thuận với địa phương về các yếu tố giao cắt và hệ thống thoát nước. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk đã làm việc với ủy ban nhân dân các huyện dự án đi qua để cung cấp bản đồ chụp hiện trạng sử dụng đất và thiết kế sơ bộ phạm vi giải phóng mặt bằng để ủy ban nhân dân các huyện chủ động chuẩn bị công tác bồi thường giải phóng mặt bằng tái định cư của dự án. Tại cuộc họp, các đại biểu đã thông tin về công tác giải phóng mặt bằng và những vướng mắc đang gặp phải trong quá trình triển khai dự án đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía đông thành phố Buôn Ma Thuột. Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phạm Ngọc Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk ghi nhận những cố gắng của các đơn vị địa phương trong việc triển khai dự án cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột. Để tiếp tục triển khai hiệu quả dự án, đồng chí yêu cầu các đơn vị liên quan phấn đấu hoàn thiện công tác cắm mốc và bàn giao trong tháng 11 năm 2022 để địa phương triển khai công tác giải phóng mặt bằng dự án. Sở Giao thông Vận tải sớm tham mưu để phê duyệt phương án giao thông vận tải trong quy hoạch chung của tỉnh, đặc biệt là quy mô quy hoạch của các tuyến đường đấu nối tại các vị trí nút giao liên thông để thống nhất về quy mô giao cắt, quy mô đầu tư giai đoạn 1 phù hợp với các vị trí nút giao dự án cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột. Đối với dự án đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía đông thành phố Buôn Ma Thuột, đồng chí Phạm Ngọc Nghị yêu cầu các đơn vị địa phương liên quan tập trung ưu tiên công tác giải phóng mặt bằng để đảm bảo dự án được triển khai đúng tiến độ.